mến, kính chào quý khán giả của Đài Apple TV. Và thân mến, chào chị Kim Phượng. Hoàng Nam cũng đã từng nghe về khán giả Hương Sơn rất là nhiều. Vì khi mà mình cảm thấy là ồ, mình được tôn vinh quá, ai cũng quý hết. Và thần tượng có rất là nhiều người Việt Nam khác.